là được 28 viên, đường cổ đây là 2 viên, đường gan là 2 viên, rồi em trường thứ hai lòng bàn chân của em 2 viên nữa. Và em cảm thấy nó thoải mái lắm cô, mà không có dùng một cái viên thuốc nào từ khi em đi học đến giờ, không dùng thuốc tây, mà cảm thấy người mình được may mắn mới được gặp thầy, biết thầy Dương Minh Châu để đi tới, để mình có cái sức khỏe nó tốt, nó càng ngày nó càng tốt, không có phải bệnh đau uống thuốc mỗi ngày nữa cô. Thì là như vậy, coi như là ôm đá từ đầu đến chân à? Dạ, từ đầu đến chân luôn. Là làm hết theo cái hướng của thầy hướng dẫn á, cái cách của thầy hướng dẫn là chiều gan, chiều cổ và chiều hai lòng bàn chân. Hai lòng bàn chân của em thì nó bị lạnh, thì nó hay bị yếu trong người, nó làm như nó cảm cúm, nó yếu trong người. Mà giờ thì trước đi học á thì nó bớt, nhưng mà là những cái chỗ mà nó tắc nghẽn ở phía sau lưng á, thường phía sau lưng với ở mấy cái điểm ở tay này cô, ở tay với lại bên phía chân của em này. Thì em về em cũng đẩy, em cũng làm những động tác đó, nhưng mà giờ cái động tác này nó sẽ nóng lên, nó làm cơ thể nó lên, là máu nó lưu thông khi nó nóng đó cô, để nó đẩy được những cái chỗ nó bị tắc nghẽn cái điểm đó để cho nó thông đó cô. Cho nên em mua nhiều lắm, mà mỗi lần làm mấy bữa trước thì nhờ con có 6 viên à, thì nhờ con nó làm, đứa nào làm cũng được, nhưng mà bữa nay là tự làm luôn, vì vấn đề nhiều quá không có dám để cho con nó làm, sợ nó nặng nó dập chân. Mà mới có một đêm thôi, mới có một đêm em mua cái đá như vậy, em làm một đêm thôi mà em cảm thấy nó hay lắm cô, nó hay lắm. Em thấy không biết làm sao mình được may mắn gặp thầy Dương Minh Châu với lại cô, để được mình học hỏi những cái kiến thức về sức khỏe. Vì hồi trước giờ mình sống từ nhỏ đến lớn, mình không có học chuyên ngành y, mình không có biết. Mà hôm nay mình học, mình không phải chuyên ngành y, nhưng mà mình học, mình biết nắm bắt cái cơ thể của mình, cái cách cái cấu tạo cái cơ thể của mình, và mình biết được mình điều trị cho mình cho nó tốt hơn, cái sức khỏe nó được cải thiện, nó tự nhiên, nó không phải dùng thuốc điều gì hết cô. Em rất là cảm ơn cô và cảm ơn thầy Dương Minh Châu. Hốt đi anh em. Đường gan nào anh em? Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.